Hello, xin chào tất cả các bạn. Xin chào mừng các bạn quay trở lại với cái phần livestream vào thứ hai hàng tuần của Anna. Và như mà Anna đã thông báo trước thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một cái công thức. Một cái công thức mà giúp bạn có thể thiết lập được mục tiêu một cách dễ dàng. Và công thức này có thể nói là một trong những cái công thức mà thần thánh nhất và có nhiều fan nhất. Đó. Thế thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nói đến về cái mục tiêu. Vậy thì tại sao chúng ta lại phải biết cái cách thiết lập mục tiêu? Khi mà chúng ta làm việc đội nhóm á, thì có một cái điều là nếu mình là một cái khuôn chuẩn thì mình sẽ đúc ra được những sản phẩm chuẩn. Anna rất là thích câu này. Mình là một cái khuôn vuông thì mình không thể đúc ra được một sản phẩm tròn. Việc của mình là mình muốn mình có những sản phẩm như thế nào thì bản thân mình phải là người như thế. Tức là bạn phải làm gương trước. Và trong cái việc mà làm gương thì nó có một cái việc là chuyển đổi từ một cái mục đích sang cái mục tiêu. Đôi khi chúng ta nhập nhằng từ cái mục đích. Cái mục đích là gì ạ? Cái mục đích đơn giản là cái ước mơ, cái mà bạn hướng đến, cái mà bạn khao khát. Thế thì để mà mình đạt được cái mình khao khát ấy, ước mơ nó sẽ chỉ là ước mơ thôi. Nhưng mà ước mơ sẽ được chuyển đổi thành những cái gì hiện hữu trên tay khi mà chúng ta biết mục tiêu hóa từng phần. Tức là người ta hay nói rằng là bạn nghĩ thì bạn phải nghĩ lớn, còn khi mà bạn hành động thì bạn phải bước từng bước chân nhỏ. Và đấy là lý do tại sao mà chúng ta có cái phần livestream ngày hôm nay. Và xin một lần nữa được gửi lời chào đến tất cả các anh chị em đã dành thời gian quý báu để tham gia theo dõi cái phần livestream của Anna. Và xin các anh chị em hãy giúp Anna tag tên những người bạn mà bạn nghĩ là họ sẽ cần cái thông tin này. Giúp Anna chia sẻ cái phần livestream này lên Facebook cá nhân và vào một số đội nhóm. Bởi vì chúng ta cần tạo ra được một nguồn sức mạnh tổng hợp. Cái chúng ta cần là chúng ta có thể lan tỏa được những giá trị tốt đẹp cho nhau và tạo ra một cái cộng đồng mà ở đấy tất cả mọi người đều có một cuộc sống hạnh phúc này, thành công này, an lạc này, thịnh vượng. Và để làm được điều đó thì rất là mong các bạn hãy giúp Anna nối dài tất cả những cái cánh tay như là những cái cây cầu để mà có thể kết nối được Anna với nhiều bạn hơn nữa. Giúp Anna tag tên những người bạn của bạn vào và giúp Anna chia sẻ cái phần livestream này lên Facebook cá nhân nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau đi đến cái công thức. Công thức nó rất là đơn giản, nó có 6 chữ cái có tên là SMSPDA. Công thức của chúng ta gồm có 6 chữ cái. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu xem là khi mà chúng ta thiết kế được một mục tiêu chuẩn thì lúc đấy mọi thứ nó mới chuẩn được. Và chúng ta sẽ nghiên cứu cái cách mà chúng ta có thể thiết lập ra được một mục tiêu chuẩn. Có nhiều bạn cũng thích nhiều thứ lắm, gọi là thích đủ thứ. Thế nhưng mà cái quá trình mà mình thực hiện ấy thì mình lại cứ đi vô định, linh tinh và lang tang. Đã có rất nhiều lần Anna chia sẻ với các bạn rằng là cái não ở bên trong chúng ta như là một cái mê cung, nó giống như là một cái gánh xiếc á. Và nếu như mà bạn biết nói cụ thể với nó là bạn muốn đi đâu thì nó sẽ dẫn bạn đến đấy. Nó sẽ tạo ra những nguồn lực để đưa bạn đến đấy. Thế còn nếu mà bạn không nói với nó là bạn muốn đi đâu cả thì nó sẽ lang thang ở trong đấy, hái hoa bắt bướm, và nó sẽ rẽ ngang rẽ dọc. Và từ đấy chúng ta rất là khó để chúng ta có thể đạt được mục tiêu. Vậy nên là việc của chúng ta là gì? Là nói với chính bản thân chúng ta một cách rõ ràng, một cách cụ thể, để mà não bộ của chúng ta, toàn bộ cơ thể của chúng ta biết rằng là chúng ta đang có mục tiêu gì. Và các bạn biết đấy, mục tiêu thì nó cũng có công thức. Trên cái cuộc đời này này, cái gì mà muốn thành công nhanh thì nó đều phải có công thức. Vậy thì chúng ta sẽ thừa kế những cái công thức mà những người thành công nhất ở trên thế giới họ đã nghĩ ra, họ đã bằng cả nhiều cái cuộc đời của họ, họ trải nghiệm và họ đưa ra công thức. Việc của mình chỉ là thực hành theo thôi, không cần phải nghĩ, không cần phải xem là độ chính xác của nó bao nhiêu rồi, mình có nên hay là mình không nên, hay là có còn công thức nào hay không. Thực ra có rất là nhiều, mỗi người sẽ theo một cái công thức khác nhau. Thế nhưng mà cái công thức này là cái công thức mà đã có rất nhiều người trên thế giới họ sử dụng rồi. Và Anna, hôm nay Anna đã chuẩn bị nó có bị ngừa không hả các bạn? Anna nghĩ rằng là chắc có lẽ là mình phải làm như này vì Anna đang livestream. Rồi, cái công thức của nó là gồm có 6 chữ cái. Và chữ cái đầu tiên có tên gọi là chữ S, tức là specific, cụ thể. Tức là nếu khi mà chúng ta thiết lập mục tiêu, cái điều bất di bất dịch, cái điều quan trọng nhất là bạn phải làm sao để mục tiêu đấy thực sự cụ thể. Nếu mà nó không đo lường, tức là nó không cụ thể một cái điều rõ ràng. Ví dụ nhá, tôi muốn có 100 triệu, tôi muốn có thu nhập 100 triệu, cái đấy là cụ thể. Con số 100 đấy là cụ thể. Đừng có nói là tôi muốn có thu nhập cao,
mục tiêu của tôi là có thu nhập cao. Cái đấy không ai gọi là mục tiêu hết, bởi vì nó không thể nào mà có thể hiện thực hóa được, vì chả biết cụ thể nó là bao nhiêu. Nhưng nếu mình nói là mục tiêu của tôi là 100 triệu đó, thì tức là nó đạt được cái chữ cụ thể này. Vì thế cho nên các bạn hãy làm sao mà cái mục tiêu của mình càng cụ thể càng tốt. Anna nhấn mạnh lại nhá, càng cụ thể càng tốt. Tốt hơn hết là nó đo được bằng tiền ý. Tại vì cái thứ đấy là cái thứ sôi thịt nhất mà các bạn có thể cảm nhận được. Thế còn nếu trong trường hợp ấy mà mình đo bằng những thứ là mục tiêu của tôi là muốn giúp đỡ nhiều người, hoặc mục tiêu của tôi là muốn trao giá trị cho nhiều người. Ủa, cái cụ thể là cái gì? Cụ thể là cái gì? Có thể mục đích cuộc đời của bạn là muốn trở thành một người có ích. Thế nhưng ở đây mình đang nói đến tính cụ thể của từng mục tiêu. Thành công có nghĩa là mình có một cái đích, và cứ mỗi ngày mình bước gần hơn, mình bước gần hơn, mình bước gần hơn đến cái đích của mình mong muốn. Đấy gọi là thành công. Thì cái bước đầu để mà có thể thành công được là bạn cần phải biết được, xác lập được mục tiêu cụ thể. Anna vừa nhìn thấy anh Trương Huy Cường, anh nói cái gì mà cụ thể là không cụ thể cái gì. Câu đấy cũng khá là hay đấy ạ. Các bạn hãy ghi xuống đi. Cái chữ S đầu tiên đó là phải cụ thể. Bạn nào nhá, có rất nhiều người biết công thức này rồi nhưng mà chả ai dùng. Hơn thua, chúng ta là người thành công với người không thành công ấy, nó không phải là ở suy nghĩ hay là một mớ lý thuyết đâu các bạn ạ. Nó là thực chiến. Cái ngành của chúng ta là ngành về thực chiến, cho nên là các bạn càng cần phải cụ thể hóa ra đi. Chứ còn phải có con số rõ ràng. Ok, mục tiêu của tôi là 100 triệu, mục tiêu của các bạn là bao nhiêu triệu, các bạn hãy nói ra. Chữ S đầu tiên là specific, là cụ thể. Chúng ta đi đến cái chữ tiếp theo. Cái chữ tiếp theo là S, M. Chữ tiếp theo là chữ M. Chữ M là gì? Là measurable, tức là có thể đo lường được. Đo lường được. Cái 100 triệu nó cũng đo lường được. Giống như lúc nãy Anna nói với các bạn ấy là tôi muốn trao giá trị. Mục tiêu của tôi là muốn trao giá trị, muốn giúp đỡ người khác. Không thể đo lường được các bạn ạ. Các bạn phải có con số vào. Người là bao nhiêu người, đúng không? Số tiền là bao nhiêu tiền. Tôi muốn giúp đỡ người khác là bao nhiêu người. Ví dụ bạn muốn giúp cho 5 người có ô tô, bạn muốn giúp cho 15 người có ô tô. Đấy đấy đấy, phải có cái gì đấy để mà đo lường được. Vì mình phải có đo lường được và bạn phải có thang hệ số thì nó mới có thể lên được. Ok chưa? Cho nên rằng là trong cái cách mà thiết lập mục tiêu, hãy nhớ làm thế nào đấy để bạn có thể đo lường được cái điều mà mình muốn đạt được nhá. Đấy, đây là chữ M. Đây, đây là cái số 2. Cái số 3, bạn ghi xuống đi. Số 2 là có thể đo lường được nhá. Bạn nào thích tiếng Anh thì dùng tiếng Anh, bạn nào không thích tiếng Anh dùng tiếng Việt. Cái số 3, cái chữ S số 3 là cái số 3, xin lỗi, là stretched, kéo giãn được. Cái kéo giãn được này rất là hay này. Bây giờ Anna sẽ giải thích cho các bạn nhé. Có nhiều người rõ ràng bây giờ đã kiếm được 10 triệu rồi, xong người ta đặt mục tiêu là tôi muốn kiếm được 12 triệu. Thực ra mục tiêu đấy nó không có cái gì là làm thách thức cả. Nó không có đủ độ kích thích các bạn ạ. Các bạn phải đặt một cái mục tiêu làm sao mà nó vừa làm cho mình hưng phấn, vừa làm cho mình khao khát muốn đạt được, mà lại còn vừa làm cho mình cảm thấy là mình có khả năng đạt được. Tức là nguồn lực của mình phải có. Với cái sự kéo giãn này, bạn phải chú ý đến hai thứ. Cái thứ đầu tiên là bạn phải xem là cái nguồn lực hiện tại của bạn, nếu mà nguồn lực hiện tại của bạn đang cho phép bạn khoảng 50% rồi. Ví dụ như là bạn đang muốn kiếm 100 triệu, nguồn lực hiện tại của bạn đang cho bạn 50% là khoảng được 50 triệu rồi, thì lúc bấy giờ mình sẽ tiếp tục tìm thêm những nguồn lực mới cung cấp vào để mình có thể kiếm được 50 triệu hiện tại. Cho nên trong cái việc mà mình kéo giãn được này, bạn phải nhớ rằng là ví dụ chúng ta đang ở Sài Gòn đi, đúng không? Xong chúng ta muốn đi đến Hà Nội. Bây giờ đi nhanh nhất là đi máy bay hết 2 tiếng, nhưng mà chúng ta cứ đòi là trong vòng 15 phút phải ra đến Hà Nội. Thì cái đấy nó là một cái thứ không thực. Mình phải biết cái điều đấy. Nó cũng chẳng kéo giãn được và nó cũng không thể kéo giãn thêm được nữa cơ. Thế cho nên là các bạn hãy nhớ rằng là trong cái từ kéo giãn này nó có hai phần. Phần đầu tiên là nó phải cũng phải vừa phải. Nó vừa phải đủ sức để thúc đẩy mình, và nó cũng phải vừa sức để mình đạt được. Nhớ là phải so sánh nguồn lực hiện tại của bạn. Và cái thứ hai là gì? Nếu mà bạn đã kiếm được 100 triệu, giả sử mục tiêu của bạn là 100 triệu mà đến khoảng một trong một tháng, mà đến khoảng nửa tháng bạn đã kiếm được 80 triệu rồi, tức là bạn hoàn toàn có thể kiếm được nhiều hơn 100 triệu, đúng không nào? Đó, vậy thì ngay lập tức bạn có thể kéo giãn nó ngay. Thế thì mình có thể nói rằng là mục tiêu của tôi là kiếm được 100 triệu trong tháng 2, và tôi sẽ kéo giãn nó ra thành 200 triệu trong tháng 2. Đó,
Vậy là dựa vào cái việc mà mình đạt được cái, và từng bước một mình triển khai thế nào, thì bạn hoàn toàn có thể xác định là bạn sẽ kéo giãn nó ra như thế nào. Bạn hình dung không ạ? Đây, cho nên cái từ mà kéo giãn được là một cái từ rất là hay. Một là nó không được quá căng. Căng quá thì bạn đứt. À, căng quá tức là bạn ở Sài Gòn bạn muốn ra Hà Nội trong vòng 15 phút ý, đấy là đứt. Bởi bây giờ không có phương tiện nào đi như thế cả. À, cái thứ hai là nó phải kéo giãn được. Tức là khi mà bạn đã làm hòm hòm lên được khoảng 100 triệu rồi đấy, thì hãy ngay lập tức thúc đẩy mình để mình có được cái tiếp theo, có được cái nấc tiếp theo. Nếu như bạn không có sự chuẩn bị trước á, thì đến lúc mà bạn gần được 100 triệu rồi là bạn vỗ tay, ê hoan hô, tôi đã đạt được mục tiêu của tôi, và bạn dừng lại. Ồ, nếu một khi bạn đã có quán tính, bạn đã có đà, thì bạn phải đi tiếp. Tiếp tục đi tiếp, và đi làm sao càng xuyên đích thì càng tốt. Cho nên là nếu như mà bạn có mục tiêu ngay từ đầu là tôi có mục tiêu 100 triệu nhưng mà tôi muốn kéo giãn nó ra thành 200 triệu. Thì khi mà bạn đã chuẩn bị trong đầu, bạn sẽ có mọi chiến lược để nếu mà mục tiêu 100 triệu nó hoàn thành, bạn sẽ tiếp tục kéo giãn ra để thành mục tiêu 200 triệu. À ok, cái chỗ này là chữ cái số 3. Đấy, chúng ta đi rất là nhanh. Tiếp đến, cái chữ cái số 4 là các bạn ghi đi nhá. Số 3 là kéo giãn được nhá. Số 4, chữ cái số 4 là purpose, tức là mục đích. Đây, cái này phân tích mới vui này, cái này hay này. Tức là như thế này, nhiều người làm nhưng mà chẳng biết nó có hợp với mình hay không, chẳng biết nó phục vụ cho một mục đích gì. Ví dụ nhá, chúng ta làm một cái gì đó thì chúng ta phải làm cho nó có mục đích. Anna nhớ là cái người hướng dẫn của Anna ấy, anh ấy cũng quái chiêu lắm. Cứ mỗi lần là mình ra cái ý tưởng gì, mình định nói là anh em định quay video về sản phẩm, bảo xong rồi anh hỏi là ừ, anh cho mình nói chán chê khoảng vài phút, xong anh hỏi là nhưng mà quay cái đấy nhằm mục đích gì? Xong rồi Anna nói rằng là thì em quay để em đưa cho nhà phân phối trong hệ thống của em để họ chỉ việc chuyển tiếp cho khách hàng là xong. Thì anh ấy hỏi là thế mục đích của em là tìm những người sử dụng sản phẩm hay tìm những người kinh doanh? Thế là mình mới khựng lại, mình bảo thế thì tôi có mỗi một cái thế mạnh là nhà sinh học, nhưng mà tôi chẳng được dùng đến, thôi thì thôi vậy. Đấy, cái đấy là một cái mục đích. Tức là bạn làm cái gì bạn cũng phải nghĩ đến là cái mục đích nó nằm trong cái nào. Ví dụ nhá, phân tích cái này nó sẽ rất là dài, nhưng mà chúng ta sẽ nỗ lực làm thế nào để nó ngắn. Bạn nào có câu hỏi gì thì bạn cứ trả lời một lát nữa ăn. À xin lỗi, bạn cứ đặt câu hỏi một lát nữa Anna trả lời. Anna đang nỗ lực chạy đua để mà có thể nói rõ hết cả cái công thức này đã, trước khi mà Anna trả lời những cái thắc mắc của các bạn. Thì Anna nói tiếp, thứ nhất là bạn khi mỗi lần mình làm cái gì, mình phải biết rằng là cái mục đích chính của mình là gì, và từng hành động của mình nó phải phục vụ cho mục đích chính. Đó. Nếu như mà tất cả những gì bạn làm nó phục vụ được cho mục đích chính thì gần như là nó sẽ bổ trợ với nhau. Còn nếu mà bạn không nghĩ đến cái mục đích của nó thì bạn sẽ làm rời rạc. Cái A thì lúc thì hướng về sản phẩm, lúc thì hướng về ung thư, lúc thì hướng về bệnh tật, lúc thì hướng về kinh doanh, gọi là nói chung là lung tung hết cả. Và như thế bạn sẽ thấy là cái những cái bước hành động của mình á, nó không được thuận lợi, kiểu dường như là mỗi thứ nó hơi bị rời rạc và nó không tạo được thành một bức tranh lớn. Cho nên là lúc nào cũng vậy, bạn cũng cần phải nghĩ đến cái mục đích trong cái mục tiêu của mình. Và đồng thời bạn cũng phải biết được là cái mục đích này chính là cái thứ điều hướng cho bạn. Thường khi chúng ta bắt đầu kinh doanh, người ta sẽ hay hỏi là hãy hỏi tại sao bạn lại bắt đầu tất cả những việc này. Lúc mà Anna training về niềm tin thì Anna cũng nói thế. Bạn hãy quay trở lại bên trong bạn và hãy cho bạn biết rằng là tại sao bạn hãy tìm một lý do đủ lớn để giúp bạn có thể vượt qua mọi thách thức. Đấy, ai người ta cũng nói thế. Ai người ta cũng nói thế cả. Thế nhưng mà khi mà chúng ta triển khai, chúng ta sẽ thấy là đôi khi chúng ta còn chả biết là chúng ta bước như thế nào ấy, chứ là lại cứ phải quay trở lại. Tức là đôi khi mọi thứ nó hơi bị lý thuyết quá. Còn trong thực tế thì nó làm sao? Bạn cứ hình dung thế này này. Thôi thì chúng ta cũng cần phải có những thứ vừa lý thuyết mà vừa thực tế. Và cứ mỗi lúc mà chúng ta đau khổ ấy, chúng ta cảm thấy vật vã, chúng ta cảm thấy là nạn nhân, ví dụ như không có đủ thời gian để ăn này, rồi không có đủ thời gian để ngủ này, không còn thời gian để chơi với người yêu này, với chồng này, rồi cảm thấy con cái mình bị bỏ rơi này, rồi túm lại là tự nhiên có một cái cảm giác là buồn chán và muốn buông xuôi hết tất cả. Vì suy cho cùng một ngày tôi cũng chỉ mặc một bộ quần áo và ăn 3 bữa cơm thôi, cũng không cần phải làm việc vất vả như thế. Đó. Thì để tránh cái trường hợp mà các bạn tự đưa mình vào trạng thái nạn nhân như thế thì các bạn hãy luôn nhớ đến một cái mục đích cao cả, mà cái thứ mà giống như kiểu xăng xe dầu nhớt để làm cho cái xe của bạn, để làm cho chính bạn tiến về phía trước ấy. À,
Thế cho nên rằng là cứ mỗi lần mà đang chuẩn bị muốn nghỉ ngơi, muốn ngủ sớm chẳng hạn, muốn ngủ sớm lắm, thì tự nhiên bảo thôi đi ngủ sớm đi, thì bắt đầu thằng con lại bảo: mẹ, mục đích của mẹ làm tất cả những thứ này là để làm gì? Trời ơi, nghe xong là vừa muốn bực mình, nhưng mà mình cũng vừa hiểu, mình vừa được nhắc lại. Thế cho nên là trong cái từ mục đích nó có hai phần. Phần một là trong bất kể một cái việc gì bạn định làm thì nó đều phải phục vụ một mục đích chung. Đấy là điều chắc chắn. Nếu nó không phục vụ mục đích chung thì bạn sẽ rất là khó để có thể kết nối được tất cả sức mạnh của những cái hành động bạn làm. Cái thứ hai, bạn phải luôn luôn nhớ tại sao bạn lại bắt đầu tất cả những việc này. Bạn phải luôn luôn nhớ rằng là vì bạn thích tự do, vì bạn thích tự do tài chính, vì bạn thích thỏa sức để thực hiện đam mê, vì bạn thích khẳng định bản thân, vì bạn thích trao giá trị. Đấy, vì tất cả những mục đích của cuộc đời đấy, vì bạn thích vi vu tung bay khắp mọi nơi. Anna nói thật nhá, nếu mà được lựa chọn, chẳng ai muốn du rú rú cả ngày cả đêm ở trong một cái quán, hoặc là ở trong một cái sạp, hoặc là ở lại một cái thành phố bé tí tẹo cả. Ai cũng có nhu cầu muốn chinh phục và khám phá thế giới hết. Có điều rằng là từ xưa đến nay họ có được khám phá hay không? Bởi vì họ không được khám phá bao giờ, cho nên là họ mới không biết là cái đấy nó hay thế nào. Anna là một ví dụ điển hình cho việc đấy. Anna chưa đi đâu nhiều cả, cho nên là lúc đầu Anna nghĩ rằng là mình cũng không thích đi, mình không thích đi, mình không thích du lịch. Thế nhưng mà thực tế khi mà mình nhìn lại, mình phát hiện ra là do là hồi giờ á, mình cũng chẳng có điều kiện để mà nghĩ ngợi đến những thứ đó, cho nên là mình cắt nó luôn, chứ không phải là bên trong mình không tồn tại cái đấy. Thế thì việc của mình là gì? Là bạn luôn luôn phải tự nhắc nhở mình. Và tốt hơn hết là gì? Bạn hãy viết cái điều đấy ra, dán nó trên cái tường mà cái bàn làm việc của bạn á, dán nó lên, dán nó ở cái cửa toilet để mà sáng ngủ dậy là bạn đã nhìn thấy, dán nó ở cửa nhà mình để trước khi bạn bước ra khỏi nhà bạn nhìn thấy nó. Nếu mà bạn chưa quen, bạn sẽ phải làm như thế. Còn nếu không thì bạn hãy luyện cho tâm trí của bạn là cứ mỗi lần mà bạn nhắm mắt lại và bạn hỏi là mục đích của bạn làm thực hiện tất cả những điều này là gì. Câu nữa bạn phải hỏi rằng là những cái điều mà mình đang làm nó có phục vụ cho một mục đích chung, một bước lớn của mình hay không. Nếu bạn neo nó được vào thêm một bài nhạc nữa thì càng hay. Tức là cứ bài nhạc đó nổi lên thì bạn lại nhớ đến cái mục đích của mình. Đây là một cái phần rất là hay và nó cần thực hành. Bởi vì nó cần thực hành cho nên là có thể rằng là bạn cảm thấy chưa quen lắm. Thế nhưng mà khi mà bạn, Anna lấy ví dụ nhá. Anna vừa xem đồng hồ và phát hiện ra mình còn thời gian, cho nên Anna sẽ nói cái chỗ này kỹ càng một chút. Ví dụ như thế này, Anna thích cái bài Trân Châu Cảng ấy. Ai xem phim Trân Châu Cảng không? Có Ben Affleck đóng, ngày xưa Ben rất là đẹp trai. Thì cái bài Trân Châu Cảng đấy, và cứ mỗi lần mà mình cảm thấy là mình cảm thấy mệt mỏi, tự nhiên mình nhắm mắt lại và mình bật cái nhạc Trân Châu Cảng lên là nước mắt của mình nó tự động được chảy ra, rất là kỳ cục. Và lúc đó mình lại cảm thấy là một cái khao khát sống mãnh liệt nó lại trỗi dậy, và lúc đấy mình xả ra hết tất cả những cái thứ không cần thiết ra ngoài để mình quân bằng lại cảm xúc. Thế rồi tự nhiên tôi lại cảm thấy hừng hực khí thế. Đấy là tôi. Thế có nhiều người thì lại thích những cái bài mà nó sôi động hơn. Và khi mà chúng ta như là một bài nhạc của Rocky chẳng hạn, ở trong cộng đồng phát triển bản thân của Anna thì rất là thích cái phim Rocky. Rocky là chữ rock, là nhạc rock á, và thêm chữ y dài nữa. Các bạn có thể search cái bài đấy ở trên YouTube, bạn sẽ thấy rằng cái bản nhạc của phim Rocky là nói về một võ sĩ quyền Anh vượt qua rất nhiều thách thức khó khăn để mà có thể đạt được cái điều mà anh ta thực sự mong muốn. Và cứ mỗi lần cái nhạc đấy nổi lên là mình lại thấy phừng phừng khí thế, lại thấy lửa bốc xung quanh. Thì như thế là khi bạn kết nối được những cái giá trị mà mình hướng đến với cả âm nhạc nữa thì nó sẽ rất tuyệt vời. Hoặc là người hướng dẫn của Anna thì hay dạy là nếu mà lúc nào bạn cảm thấy bạn cần phải năng lượng tối cao thì bạn hãy giật tay rồi yes 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 như thế liên tục trong vòng 30 cái, thì tự nhiên bạn sẽ thấy năng lượng của bạn lên. Bây giờ mà làm thế chắc là bạn cũng sẽ thấy năng lượng của bạn lên cuồn cuộn đấy. Thế cho nên thường cái này nó sẽ rất là có giá trị trong những lúc mà bạn xa rời mục tiêu, hoặc trong những lúc mà bạn cảm thấy mệt mỏi với chính mục tiêu mà do mình thiết lập ra. Nó sẽ rất là cần thiết và quan trọng khi mà bạn cảm thấy rằng là gì, là ồ, không biết là có phải cái này là thực sự là cái điều tôi muốn không. Và nhân nó đến đây, bạn sẽ không bao giờ có thể thực hiện được, đạt được một mục tiêu mà nó không thực sự là đến từ chính bản thân bạn.
mục tiêu là phải do chính bản thân mình, nó phải đến bản từ bản thân mình phải tự kích hoạt và phải tự duy trì nó. Cái này là rất quan trọng, các bạn hãy ghi xuống, hãy comment xuống giúp cho Anna. Mục tiêu là bạn phải tự kích hoạt và tự duy trì. Một mục tiêu nó phải thực sự là quyền của mình. Đừng bao giờ đưa ra mục tiêu, ví dụ tôi có mục tiêu là đưa con tôi đi du học. Cái việc mà con bạn đi du học không phải là việc của bạn, đó là việc của con bạn. Nếu mà bạn hoặc là bạn đưa ra những mục tiêu như là mục tiêu của tôi là làm cho con tôi hạnh phúc, những thứ đấy không phải là của bạn. Cái cuộc đời của con bạn là của con bạn, nó phải đến từ chính bản thân mình. Hãy nhớ rằng là cái định nghĩa nó phải rất là quan trọng. Nó phải đến từ chính bản thân mình và nó phải cho chính bản thân mình. Nếu mà bạn cứ tiếp tục giả dối làm bộ như bạn là một người rất là thanh cao và sống vì người khác ấy, thì nó cũng chưa được đâu. Bởi vì trước khi bạn vì người khác thì bạn phải vì mình trước đã. Nếu bạn không biết cách vì mình và yêu bản thân mình và tôn trọng những giá trị thuộc về mình thì chắc chắn bạn cũng sẽ không biết làm điều đấy cho người khác đâu. Bạn cứ tưởng là bạn đang làm cho người khác, nhưng mà cái sự yêu thương đấy nó sẽ làm một cái sự yêu thương rất là nặng nề, và nó sẽ làm một tình yêu thương có điều kiện. Bởi vì khi bạn hy sinh sinh thân mình cho một cái gì đấy khác thì khi mà nó phản bội bạn á, khi cái điều đấy nó phản bội bạn thì bạn sẽ cảm thấy bị đau đớn, cảm thấy bị mệt mỏi, cảm thấy là bị làm gì nhỉ? Bị tan vỡ. Rồi bạn bảo ôi vậy là tôi làm tất cả những điều này chẳng có ý nghĩa gì. Không được, cho nên bạn hãy chỉnh lại. Mục tiêu nó phải đến từ chính bản thân mình. Đây là một điều rất là quan trọng. Và Anna rất là nhấn mạnh chữ P này, chữ purpose này, nó rất là quan trọng. Và nếu như mà bạn đảm bảo rằng bạn trả lời được hai câu hỏi đấy, và khi bạn thiết lập mục tiêu nó đến từ chính bản thân bạn, phục vụ cho chính những gì mà bạn muốn chứ không phải là cho những gì mà người khác muốn, thì chắc chắn mỗi lần mà bạn gặp thách thức, bạn gặp trở ngại, cứ hỏi tại sao mình đã bắt đầu, thì chắc chắn là bạn sẽ vượt qua được. Nhớ nhá, kết nối nó vào âm nhạc. Nếu mà hay thì khen Anna một câu nhá. Nãy giờ Anna hình như là không thấy ai comment gì hay sao ấy. Vì là đang mải nói. Cái chữ thứ 5, chúng ta có 6 chữ, đây là chữ số 5 rồi. Cái chữ số 5 là deadline, tức là thời hạn. Đừng bao giờ nói như thế này này. Đừng bao giờ nói rằng là tôi muốn kiếm một được thu nhập được 100 triệu. Nếu mà bạn gặp Anna, Anna sẽ hỏi là khi nào? Tức là bạn phải có một thời gian cụ thể. Tại vì tất cả chúng ta đều có giới hạn về nguồn lực và đặc biệt là giới hạn về thời gian. Chúng ta không sống đến muôn đời muôn kiếp. 100 triệu trong tháng 2 nó khác với cả 100 triệu ở tháng 2 năm nay, 2009, nó khác với cả 100 triệu ở tháng 2 năm 2020 và sau đó. Thế cho nên là cái tính thời hạn này rất là quan trọng. Và nó có thách thức hay không, nó nằm ở chỗ thời hạn này này. Thế nên là bạn cần phải đưa ra thời hạn cho mình. Và cái cách mà bạn đưa thời hạn cho bạn ấy thì bạn cũng phải đưa rất là rõ ràng. Tôi muốn có thu nhập 100 triệu vào ngày 29 tháng 2 năm 2020. Rõ ràng ra, cụ thể ra, ghi lên. Mục tiêu của tôi là thu nhập 100 triệu vào ngày 29 tháng 2 năm 2020. Anna sẽ ghi là mục tiêu của tôi là có thu nhập 200 triệu vào ngày 29 tháng 2 năm 2020. Liên tục nhắc, liên tục nhắc, liên tục nhắc. Tôi muốn tấm séc của mình trong tháng ngày 29 tháng 2 năm 2020 sẽ là bao nhiêu đấy. Cụ thể ra nhá. Và deadline là một thứ rất là quan trọng. Vì nếu bạn không đặt ra nó thì bạn không bao giờ bạn có thể thực hiện được. Không bao giờ. Cho nên tại sao bạn có để ý, tại sao người ta lại có những dịp cuối năm, người ta lại có cuối quý? Tại vì là nếu mà không có những cái thứ để mà ngắt mạch ra thì cả cuộc đời này mình sẽ không biết như thế nào là điểm dừng, không biết như thế nào là các trạm dừng chân. Cho nên việc của mình là phải có sự rõ ràng về thời điểm mà bạn đã đạt được cái điều bạn muốn. Ngay tại chỗ này thì Anna có kể một câu chuyện là nói chung Anna rất là không đồng tình với cái vụ là ví dụ Anna nói là bạn làm sao để mở rộng cái đội nhóm của bạn thêm 20 người mới trong tháng 2 này đi, thì một ai đó sẽ nói rằng là ok tôi sẽ làm, xong rồi làm thì hỏi là thế mục tiêu đấy, bảo thì cứ đặt ra mục tiêu đi, làm được bao nhiêu thì được, không làm được thì thôi, không làm được thì ít nhất cũng được 10 người. Anna bảo không được. Xong rồi tự nhiên chị ý giật mình, Anna bảo thế này này, đặt ra mục tiêu là để bạn đạt được nó. Bạn đặt ra mục tiêu để bạn điều chỉnh các chiến lược để bạn có thể đi đến mục tiêu, chứ không phải là gặp thách thức dọc đường rồi bạn đổi mục tiêu của bạn. Không phải là như thế. Mình đặt ra mục tiêu là mình đang rèn luyện mình để mình đạt được những gì mà mình muốn. Bạn hãy trở thành người nói những gì bạn làm và làm những gì bạn nói. Khi bạn là người như thế, bạn sẽ là một cái khuôn rất chuẩn. Và từ cái khuôn chuẩn đấy bạn sẽ đúc ra được rất nhiều sản phẩm chuẩn. Cho nên đừng bao giờ đặt ra cho vui.
Bạn đặt ra thời hạn là để bạn phải đạt được cái điều đó. Hãy làm cái điều này từ chính bản thân mình. Mình là con tàu vàng thì mình sẽ có rất nhiều con tàu vàng, mình sẽ hấp dẫn được rất nhiều con tàu vàng. Và chữ cái cuối cùng, chữ cái cuối cùng, action, hành động. Chúng ta sẽ không có một cái gì cả nếu chúng ta không có hành động các bạn ạ. Không có một cái gì cả nếu chúng ta không có hành động. Và cái hành động này nó quan trọng ở chỗ nào? Nó quan trọng như thế này này. Bạn cứ hình dung nhá, bây giờ bạn có 20 người, bạn muốn có 20 người đúng không? Có 20 người trong vòng 1 tháng, tức là việc của mình là gì? Là bạn sẽ phải có khoảng ít nhất khoảng 60 cái cuộc hẹn. Tỷ lệ của bạn rất tốt thì 60 cái cuộc hẹn đấy có 1/3 trong số đấy là đồng ý làm việc với bạn. Thế thì bạn phải có 60 cái cuộc hẹn thì bạn phải biết rằng là thường nếu mà bạn muốn mở thì bạn cần phải làm trong nửa đầu của tháng. Vậy nửa đầu của tháng mà bạn phải có 60 cái cuộc hẹn thì bạn sẽ bắt đầu chia ra. Nếu mà trong 15 ngày mà bạn muốn có 60 cuộc hẹn, tức là một ngày bạn phải gặp từ 3 cho đến 4 người, đúng không nào? Đấy chính là cái thứ mà chúng ta đo lường và chúng ta action đấy. Nếu bạn cứ muốn một cái thứ bạn cứ đặt có vẻ rất là hay ho, rất là chuẩn chỉ, rất là logic, thế nhưng bạn chẳng hành động gì thì bạn không bao giờ gọi là một mục tiêu chuẩn. Và vì thế cho nên là cái hành động luôn luôn là cái quan trọng nhất. Ngành kinh doanh này là ngành kinh doanh thực chiến, và kinh doanh bất kể ngành nghề nào có kết quả hay không là ở cái phần hành động của mình, chứ không phải chỉ ở cái phần suy nghĩ. Tức là một người lo bằng một kho người làm thì đúng rồi, nhưng mà sau đó nó phải có hành động, nó phải có quá trình hiện thực hóa để có thể biến được thứ từ trong đầu thành thứ trên tay. Và đó chính là cái điều mà Anna muốn gửi đến các bạn, là một cái công thức gồm 6 chữ cái SMS PDA. Anna rất là mong cái phần thông tin mà hôm nay Anna chia sẻ đã giúp bạn có được một cái công thức để mà thiết lập được mục tiêu chuẩn cho mình. Và hãy thiết lập mục tiêu đi, hãy làm như thế cho chính bản thân mình và cho đội nhóm đi. Hãy cụ thể hóa và hãy cam kết với chính bản thân mình, đưa bản thân mình vào trạng thái phải thực hiện được, phải đạt được, thì tự động toàn bộ hệ thống của bạn, toàn bộ đội nhóm của bạn và kết quả kinh doanh của bạn sẽ có một bước phát triển vượt bậc trong tháng 2, tháng 3 và nhiều tháng sau nữa. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã quan tâm ủng hộ Anna. Xin hãy giúp Anna tag tên những người bạn mà bạn thấy là cái nội dung này phù hợp với họ. Giúp Anna chia sẻ cái phần livestream này lên Facebook cá nhân nếu mà bạn thấy là phần chia sẻ của Anna là hữu ích. Một lần nữa cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào thứ 2 tuần sau.